cấp cay nhà không? Cấp trời ơi là trời, tự nhiên khi không ai lại bắt nhốt mình vô trong căn phòng này vậy ta. Ồ, để đi ra ngoài có ai ngoài không ta? Ủa, hello, cay ngoài đây không vậy? Ủa, ai ngoài kia kia? Cái gì vậy? Hình như là một con heo bạn ơi. Ủa, ai ta? Hello, what's your name? My name is Phong Cận. Ây da, trời ơi, đau quá mấy bạn ơi. Trời ơi là trời, cái con đó là con gì vậy trời? Tự nhiên không nó lại tấn công mình vậy ta. Hình như con này nhìn quen lắm mấy bạn ơi. Hình như con này mình gặp ở đâu rồi nè. Ơ nhưng mà hình như con này là con heo Bitkey ở trong cái gọi là series kinh dị của Roblox thì phải. Ủa mà tại sao con này lại xuất hiện trong mini world ta? Ủa nó đang cầm gì kia? Ôi, một cái cây. Hình như nó đang cầm cái cây để lại để quýnh mình thì sao bạn ơi? Chạy, đóng cửa lại. Còn lâu mày mới quýnh được tao. Ủa nhưng mà khoan, mấy bạn ơi, tại sao mình lại bị lạc vào trong cái ngôi nhà của con heo này vậy? Ủa kỳ vậy? Sao mà hết gặp gọi là Doraemon kinh dị rồi giờ lại gặp thêm con heo Bitkey ta? Trời ơi trời. Nhưng mà thôi không sao. Nói chung á là ở đâu cũng vậy, Phong Cận TV vô địch vũ trụ thế giới mà có thể mà thua mấy con heo này hay sao? Trời ơi là trời. Ok bạn ơi, à quên nữa, từ nãy giờ mình chưa chào bạn fan của mình. Nhưng mà bây giờ cái góc nhìn của mình bị khóa mất tiêu rồi, mình đâu có chào mấy bạn được đâu ta. À không sao, mình sẽ nằm xuống để mình chào luôn. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha anh em nha. Và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình cùng với các thành viên của Hero Team đó nha các bạn nha. Ok, còn hôm nay thì các bạn đang thấy là hiện tại là mình đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng. Trời ơi, một căn phòng bằng gỗ chật hẹp. Không hiểu tại sao mà mình lại bị con này nó bắt cóc mấy bạn ơi. Bây giờ có cách nào để thoát ra ngoài không ta? Hay là mình ra mình xin nó, mình cầu xin nó, mình gian xin nó, mình kêu là mày thả tao ra, không biết nó có thả không ta? Đâu để mình thử nha. Heo ơi, bạn có thể nào thả mình ra? Trời ơi là trời, nó lại quýnh mình thêm một lần nữa rồi các bạn ơi. Đau muốn chết luôn á. Ôi là trời, tức quá mà. Mình không thể nào để chịu thua cái con heo này được. Bộ mày muốn nhốt tao là nhốt hả? Mày có biết tao là Phong Cận TV đẹp trai vô địch khắp vũ trụ thế giới không? Ok, tôi ổn quá mà mấy bạn ơi. Tôi lại thêm một lần nữa bị con heo đó quýnh cho sắp mặt. Trời ơi là trời, tức quá mà. Không được các bạn ơi, mình không thể nào để mình bị nhốt trong căn phòng này được. Mình phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi căn phòng này mới được. Mình sẽ đi kiếm chìa khóa để thoát ra khỏi nơi này. Để xem rồi con heo đâu rồi. Ôi, nó bên dưới kìa các bạn ơi. Mày coi chừng tao mày, bây giờ tao sẽ đi kiếm chìa khóa. Còn lâu mày bắt tao. Chạy mấy bạn ơi, chạy vô đây nè. Rồi, đóng cửa lại. Ok, để coi, nơi này là nơi nào. Nói chung là chỉ cần kiếm được chìa khóa là mình sẽ thoát ra khỏi được nơi này đúng không? Quá đơn giản. Ok, để xem coi. Nơi này là nơi nào đây? Hình như cái này là phòng tắm mấy bạn ơi. Rồi ok, chỗ này là gì đây? Hình như là một cái hầm hay gì đó. Ui. Wow, chỗ này là một cái nhà bếp mấy bạn ơi. Hình như trong cái nhà bếp này là nó có cái gì nè. Ủa cái này là gì đây? Ủa, máu hả ta? Thấy gì vậy? Ồ. Hình như cái này là một cái bánh răng mấy bạn ơi, dùng để khởi động một cái cỗ máy hay là gì đó. Có cái bánh kem nè, ăn. Ok. Mở cửa ra ngoài đây coi có gì không? Ồ, không có gì hết bạn ơi. Hình như là mình phải mở cái cửa này ra mình mới thoát được nè các bạn ơi. Làm cách nào để mở nó ra được đây ta? Ok mà thôi từ, mình phải đi kiếm chìa khóa. Chắc là mình phải kiếm chìa khóa thì mình mới thoát khỏi ngoài đây được. Ok. Rồi, qua đây có gì không? Ồ. Chỗ này có một cái cửa sổ nè. Mình có nhảy ra ngoài được không ta? Ồ. Chỗ này bị chặn mất tiêu rồi bạn ơi. Mình không có thể nào mà nhảy ra ngoài được. Còn ở chỗ này là gì đây? Một cánh cửa hả? Làm cách nào để chui được cái cửa này ta? Ồ, hình như là bên trong này mình còn phải vào bên trong đó hay sao á? Ồ. Trời, mình bị té xuống ở đây rồi các bạn ơi. Hình như cái này là một cái hầm bí mật. Wow, tính ra nhà của con heo này nó có nhiều chỗ bí ẩn quá bạn ơi. Mình phải đi kiếm chìa khóa để mình thoát khỏi cái nơi này mới được, chứ không thể nào mình ở trong đây được. Ui, quay con heo kìa, chạy. Trời ơi trời, sao mà mình gặp nó hoài ta? Cái con heo này nó thích dí mình hay sao bạn ơi? Chắc nó thấy mình đẹp trai quá hay sao á. Đóng cửa lại. Ok. Rồi. Ui, có một cái chìa khóa nè. Ok rồi, lấy chìa khóa nha. Mình sẽ lấy một cái chìa khóa nè. Mình đã lượm được một cái chìa khóa màu xanh. Vậy là mình sẽ đi kiếm một cái ổ khóa màu xanh để mình mở đúng không? Quá đơn giản. Ui, con heo. Trời ơi là trời, cái con heo này. Mày tha cho tao được không vậy? Sao mày cứ giết tao hoài vậy? Ok, chạy qua đây. Mình sẽ đi kiếm ổ khóa màu xanh. Ê, hình như là cái này phải không? Ok, mở thử nha. Mở nè. Mình đã mở được một cái nhà kho bạn ơi. Để vô coi có gì không? Wow, một cái chìa khóa màu đỏ. Ok, lấy chìa khóa màu đỏ nè. Quá đơn giản, vậy là mình có thể mở cửa được rồi. Con heo này nó đang chặn đường mình đó bạn ơi, nó không cho mình đi. Bây giờ làm cách nào vậy ta?
chìa khóa màu đỏ thì mình sẽ đi kiếm cái cửa màu đỏ đúng không? Ok, vậy để mình đi vòng vòng đây mình coi cái cửa nào màu đỏ không. Con heo này nó chạy khá là chậm cho nên mình phải chạy nhanh hơn nó. Ok, phóng lên đây nè. Liêu liêu liêu, đố mày bắt được tao. Ok, chạy qua đây. Ơi, chạy qua đâu, chạy qua đâu? Chạy qua đây cho chắc ăn. chạy qua đây. Ok. Chìa khóa màu đỏ nè. Mở cửa ra nè. Ok, nhanh lên. Thôi con heo lại lên đây á. Ở đây mình có một cái cây thước hay là gì này, với là một cái ổ khóa màu xanh. Ổ khóa màu xanh hả? Hình như có ổ khóa màu xanh thì mình thấy ở chỗ nào hay sao bạn ơi? À, mình nhớ rồi. Mình sẽ nhảy xuống đây nè. Sau đó mình chạy ra ngoài đây. Hình như là ở ngoài đây. À, đúng luôn rồi nè. Mở cửa nè. Búp. Ok rồi, chui vô. Hình như cái này là để mở cửa hay sao nữa bạn ơi. Mình sẽ sử dụng cái màu đỏ này, mình lắp vào đây. Đúng luôn rồi nè. À, vậy là mình sẽ đi thu thập cho đủ những cái này để mình lắp vào để mình chống thoát đúng không? Quá đơn giản. Ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm nha. Hy vọng là mình sẽ kiếm được thêm nhiều đồ hơn. Rồi mình sẽ qua đây nè. Con heo đâu ta? Ồ, con heo nó không để ý đến mình bạn ơi. Ok, mình sẽ leo lên đây nha. Hồi nãy mình thấy ở trên lầu hình như là nó có một cái đường để mình đi qua nè. Để coi. Network. À, ok, cần một cái tấm ván. Hình như là cái này đúng không? Wait. À, mình hiểu rồi. Cái này để mình chém cái xong mình văng qua kia bạn ơi. Ok, hiểu rồi. Quá đơn giản. Mấy bạn coi mình thể hiện nè. Ơi. Chà. Đó, mình qua được rồi nè bạn ơi. Ghê chưa? Ok. Ở đây thì mình vào đây mình có một cái chìa khóa màu tím. Một cái chìa khóa màu tím hả? Ok, còn bên đây có gì đây? Bên đây là một cái rìu với là một cái chìa khóa màu cam. Nhưng mà nó đã bị chặn lại rồi, mình không thể nào mình chui qua được các bạn ơi. Ok, không sao. Mình sẽ thử mình đi xuống dưới để mình kiếm thêm đồ nha. Ok, nhảy qua nè. Ha. Ok. Rồi, chìa khóa màu tím hả? Chìa khóa màu tím này hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. Ui, con heo bạn ơi. Ok, không sao, hình như nó không thấy mình. Ok. Chỗ này là gì đây? Dưới đây là một căn hầm mấy bạn ơi. Wow, một căn hầm. Ơi, có ổ khóa màu cam nè. Hình như là cái chìa khóa màu cam hồi nãy hay sao á. Còn này là gì đây? Một cái ổ khóa màu vàng. Cái này mở được không? Mình có chìa khóa màu vàng không ta? Mình không có chìa khóa màu vàng rồi. Đi qua đây coi. À đây, ổ khóa màu vàng nè. Lấy được rồi bạn ơi. Ok, lấy ổ khóa màu vàng nè. Mở ra. Mình sẽ lấy được một cái này là gì đây? Nhìn giống cái đồ mod quá vậy. Ok. Rồi, ở chỗ này là để làm gì? Chỗ này là có một cái tấm dán chặn đầu mình lại rồi, mình không thể nào mình qua được. Mình phải kiếm cái gì đó để mình đập cái tấm dán này ra bạn ơi. À, hình như là cần phải sử dụng cái cây rìu. Đúng rồi, hình như phải sử dụng cây rìu hay sao á. Mình sẽ lại lên lại trên lầu nè. Con heo đâu ta? Hình như con heo nó đang đi kiếm mình đó bạn ơi, mà nó không thấy mình đâu hết rồi. Ok, mình sẽ nhảy qua đây nha. Ha. Ok, qua nè. Rồi sau đó mình sẽ qua đây. Rồi hình như là mình sẽ sử dụng cái này để mình mở đúng không? Mở nè. Được chưa? Để qua coi thử coi. Được rồi bạn ơi. Wow. Rồi ok, mình sẽ lấy cái màu cam nè, lấy cây rìu nè, chứ là cái này là gì đây? Nhìn giống mấy cái viên đạn của ta. Ok, lấy luôn. Rồi, mình đã có được, hình như cái này là pin mấy bạn ơi, hình như cái này là cục pin hay sao á. Ok, mình đã có được cây rìu nè, có được thêm một cái chìa khóa màu cam. Ok, có hết rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài đây nha. Ok. Bây giờ mình sẽ chui xuống dưới căn hầm bên dưới đây các bạn ơi. Mình đã có được chìa khóa màu cam rồi nè. Hình như chìa khóa màu cam mở đây đúng không? Ok, mở ra nè. Ồ, mở được rồi nè các bạn ơi. Ok, rồi để mình chui xuống dưới coi. Dưới này có gì không? Ồ, lại có thêm một cái bánh răng màu xanh lá cây nè. Ok, lụm. Rồi lụm thêm mấy viên đạn nữa. Ok, rồi bên này là gì đây? Ủa, bên này không có gì hết. Ok, yeah, mình đã kiếm dần được nhiều đồ hơn rồi các bạn ơi. Ok, để qua đây bên đây xem thử coi còn gì nữa không nha. Hình như cái cây rìu này là dùng để mình đập cái tấm ván này ra nè các bạn ơi. Ok, đập nó thử nha. Bụp. Được rồi nè. Ok, chui qua. Chui qua nè. Chúng ta sắp thoát rồi các bạn ơi. Đập cái này ra. Ok, chui lên. Ok, đến chỗ này thì chúng ta cần có một cái chìa khóa màu tím. Ok, chìa khóa màu tím đây. Mở ra nè. Hình như mình được một cây súng. Cây súng này để tiêu diệt con heo bạn ơi. À, con heo kỳ này mày chết mày tao rồi. Tao có súng á nha mày. Mày toan mày rồi con ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vòng qua bên đây. Con heo nè. Ui, nó bị choáng rồi. Vậy là mình bắn con heo rồi con heo sẽ bị đứng im mấy bạn ơi. Ok. Mở cửa chứ. Giờ mình làm gì đây? Nhưng mà con heo giờ đứng ở chỗ đó làm sao mình qua được? Giờ làm cách nào ta? Ok, mình bắn con heo thêm cái đi. Bắn hụt ơi. Ok, chua. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái bánh răng. Bánh răng đâu? Hình như là cái này nè. Ok, mình sẽ lắp vào đây. Rồi, ok. Hình như được rồi phải không? Rồi sau đó mình chạy. Ui, con heo đuổi theo mình. Chạy. Ok, vòng qua đây. Mình sẽ dụ con heo. Nó chạy qua đây các bạn ơi. Ok rồi. Hình như mình mới nghe tiếng nước thì phải. Dụ qua đây. Mình lụm nó nha. Lụm chìa khóa nè.
Mình mới lượm được một cái chìa khóa màu trắng mấy bạn ơi, hình như là chìa khóa để mở cửa hay sao á. Chỗ này thì mình sẽ lấy cái cờ lê nè, để mình mở này ra. Ok, mở ra nè, thành màu vàng nè. Ok, bên đây thì mình sẽ lắp cái remote vào. Đó, rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái chìa khóa màu trắng này để mình mở cửa. Mở cửa ra. Ok, rồi, lấy thêm cái rìu, đập mấy cái này ra. Đập ra, đập ra, đập ra. Đập ra, đập ra. Ok rồi. Ơi, nhanh lên. Ủa, sao đập không được? Đập ra, đập ra. Trời ơi, rồi ok được rồi, xong rồi. Chạy chạy mấy bạn ơi, chạy thôi, sắp win rồi. Yeah! Win win. Yeah! Chiến thắng rồi bạn ơi. Vậy là Phong đã vượt qua được ngôi nhà của con heo Biggie rồi bạn ơi. Trời, quá đơn giản. Mày nghĩ rằng mày sẽ bắt được tao hay sao? Ok bạn ơi, và mấy bạn có thấy thích video này không nào? Nếu như mấy bạn thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình về nhà làng Hero Team của mình đây, và hy vọng rằng mình sẽ không bị ai bắt thêm một lần nữa. Bực bội quá bạn ơi. Ok, mình đi đây. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. I love you.